Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngành giao thông vận tải tập trung ứng phó bão số 9. Công an Thanh Hóa tăng cường đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ thành công đại hội Đảng bộ tỉnh. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện khẩn số 33 chủ động ứng phó với cơn bão số 9 và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Trung. Nội dung công điện nêu rõ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam kiểm tra rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sụt lở đất, lũ quét, các cầu yếu, kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm của bão, đặc biệt chỉ đạo đảm bảo an toàn cho phương tiện hoạt động vận tải, phương tiện thủy nội địa, tạm dừng hoạt động 5 sân bay do ảnh hưởng của bão số 9. Tối qua ngày 27 tháng 10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo tạm dừng chạy một số tàu Thống Nhất và điều chỉnh kế hoạch chạy tàu khu đoạn để tránh bão số 9, đảm bảo an toàn vận chuyển hành khách. Cụ thể, tại ga Hà Nội, tối ngày 27 tháng 10, tạm ngừng chạy tàu SE1 và tàu SE3. Ngày 28 tháng 10 sẽ tiếp tục tạm ngừng chạy tàu SE7. Còn tại ga Sài Gòn, tối ngày 27 tháng 10, tạm ngừng chạy tàu SE4. Ngày 28 tháng 10, tiếp tục tạm ngừng chạy tàu SE8 và tàu SE22. Nhiều ngày nay, người tham gia giao thông qua cầu Yên Cát thuộc thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân luôn nơm nớp lo sợ nguy cơ mất an toàn giao thông bởi hai bên lan can của cầu đã bị hỏng. Cầu Yên Cát nằm ở cửa ngõ ra vào thị trấn nên hàng ngày có khá đông lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, hiện lan can bên phải của cầu đã bị ô tô đâm gãy, do đó tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm. Để ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn, người dân đã buộc tạm thanh gỗ vào lan can cầu. Thế nhưng nếu không sớm được khắc phục, sửa chữa, nguy cơ xảy ra tai nạn tại đây sẽ khó lường. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra đại hội, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, chủ động triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án. Do vậy, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định, trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường tổ chức sự kiện phục vụ đại hội được đảm bảo thông suốt. Công an Thanh Hóa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ và công an các phường, xã, chủ động phối hợp triển khai đồng bộ phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông trật tự và công an thành phố Thanh Hóa, tập trung tại địa bàn khu vực tổ chức đại hội, khu vực diễn ra các sự kiện, hoạt động phục vụ đại hội như trung tâm hội nghị 25B, khu vực trung tâm hội chợ triển lãm và quảng cáo tỉnh, các ngã ba, ngã tư, điểm nút giao thông. Trên cơ sở nhiệm vụ phân công, bố trí lực lượng tuần tra làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các đối tượng phá hoại, gây mất trật tự công cộng. Chúng tôi đã cử các cái tổ công tác, thứ nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các cái mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh do đơn vị đảm nhận. Cái thứ hai, bảo đảm an toàn các cái sự kiện diễn ra như hội chợ, triển lãm, như các cái chương trình ca nhạc, như bảo vệ các cái đoàn đại biểu về dự đại hội. Đặc biệt là tại trung tâm hội nghị 25B, chúng tôi tổ chức lực lượng chia thành các tổ để thực hiện. Bên cạnh đấy, chúng tôi tổ chức lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra các cái khu vực công cộng, các cái địa điểm, các cái địa bàn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nhằm đấu tranh với các cái đối tượng, những cái hành vi vi phạm pháp luật. Trong những ngày diễn ra đại hội Đảng bộ tỉnh, người dân đến tham quan tại khu vực diễn ra các sự kiện khiến lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường của thành phố Thanh Hóa tăng đột biến, nhất là tại các ngã ba, ngã tư. Vì vậy, phòng cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an thành phố tăng cường lực lượng triển khai phương án 166. Do đó, tình hình giao thông trong những ngày diễn ra đại hội được duy trì ổn định. Đặc biệt trên các tuyến đường diễn ra hoạt động phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông. Không những ngày hôm nay mà một vài ngày trước diễn ra đại hội là trên đường đi là hè thông hè thoáng, nhân dân rất hồ hởi phấn khởi trêu cờ và chấp hành những các cái luật lệ giao thông rất là nghiêm chỉnh. Với nỗ lực của lực lượng công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.